Rutelu brugali tonse tonse poco mio se va se tutto se lo che tu a se me e me se so cosa so che hai love good tongue good coach mu ti ga ti ga a ha trong đeo kiêu vũ em như vầng sao sáng ra khơi à sáng ơi à ha đêm nay em muốn nghe những lời ân ái êm êm à em à ha em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi à lâu dài em mong cho chiếc áo chưa cao từ màu em đã tròn kín một chiếc áo rực rỡ em vừa đeo em mong cho chiếc áo ấy cũng như là mái tóc mềm ru được mang trên dưới tay người à ha khi đêm mưa xuống em vẫn thường mơ ước xa xôi à em mơ à ha em mơ em sẽ mang lụa là em xinh em tươi nhất nơi đây trần gian cho em khiêu vũ cho cuộc đời tiền. Sao cứ giữ giữ cái lớp cứ thổi lúc cô cho lưu tôn xê bố cơ mưu sẽ và sẽ tước cho xe lực cứ chưa xe mê em mê sao cứ giữ giữ cái lớp cứ thông gụt có chứ mơ tì gà tì gà à ha trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng ra khơi à sáng ơi à ha đêm nay em muốn nghe những lời ân ái êm êm à em à ha em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi à lâu dài em mong cho chiếc áo tay màu em đã tròn kín một chiếc áo rực rỡ em vừa đeo em mong cho chiếc áo ấy cũng như là mái tóc mềm ru được mang trên dưới tay người à ha khi đêm buông xuống em vẫn từng mơ ước xa xôi à em mơ à ha em mơ em sẽ mang lụa là em xinh em tươi nhất nơi đây trần gian cho em khiêu vũ cho cuộc đời tiền la 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 em xinh em tươi em vui nhất nơi đây. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Phạm Việt Thắng. Cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều. Dạ con chào cô Thanh Lan ạ. Dạ cô ơi, cô con xin phép hỏi cô chút xíu. Tại vì lần trước là con đã được gặp cô rồi á, mà hôm nay con thấy cô hơi khác. Như thời gian vừa rồi cô có đi tập gym đúng không cô? Để tăng cường sức khỏe hả cô? Thì cô cũng có tăng cường thêm một chút về tập gym. Không, cô tập nhiều lắm chứ không phải một chút được cô. Cô tập nhiều lắm luôn đó. Lời đầu tiên thì cho phép Thanh Lan được gửi lời chào trân trọng nhất đến ba vị giám khảo, các bạn thi cùng toàn thể các khán giả có mặt tại trường quay cũng như là sau màn ảnh nhỏ, một lời chào trân trọng nhất ạ. Khoan cô ơi, cái tay cô bị gì? Tại vì là Khánh à. Tại vì cô ấy là cô tập được ở cái phần trên, chứ còn cái phần bụng của cô thì nó đang hơi bị có cái gì đấy nên là mỗi lúc mà kiểu cô hít hơi lấy hơi ấy thì cái tay này nó kiểu nó theo cái quán tính theo một cái quán tính, nhưng mà cô ơi, mình có cái quán tính để micro ngay miệng cô nha. Dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Khi mà xem cái video clip gốc thì đã thấy không phải là chỉ là nữ danh ca
Thanh Lan của chúng ta mà còn thấy luôn cả chị Ốc Thanh Vân cũng nhún nhảy rồi cũng hòa vào trong âm nhạc của cô Thanh Lan. Thì lại một lần nữa Duy Khánh lại thấy chị Ốc Thanh Vân ngay tại sân khấu này cũng nhún nhảy và cũng rất là thích thú với tiết mục lần này của Phạm Việt Thắng khi hóa thân thành danh ca Thanh Lan. Thì không biết là cảm xúc của chị Ốc như thế nào ạ? Nói chung là cũng ráng, ráng nhìn ra cô chị Thanh ráng Lan tin đó. Đúng không chị? Chị ráng tin đúng ráng không? Ráng lắm, ráng tới mức là vậy nè, đứng lên ha, rồi phiêu xong có mấy khúc phải tập trung ngồi xuống nhắm mắt lại rồi tiếp tục phiêu để nghĩ tới cô Thanh Lan. Nhắm mắt lại thấy cô Thanh Lan mở ra thấy nguyên chiếc xà lan ở trên. Chiếc xà lan ở trên. Nhưng mà thật ra là nó vẫn rất là dễ cưng, thiệt, nó có duyên. Tại vì thật sự á, có nhiều tiết mục mà từ nam để mà hóa thân thành người nữ á, nhiều khi không khéo á, có thể là nó sẽ không có sự tinh tế, nó không có duyên dáng và nhiều khi lại phản cảm nữa. Nhưng thật sự là tiết mục này không khó cái điều đó. Nhưng mà chị thấy có một cái này nè Thắng, tức là nếu mà làm được á thì sẽ dễ hình dung ra cô Thanh Lan hơn. Tại vì cô là một người cực kỳ nữ tính. Cô nữ tính nhưng mà cái sự điệu của cô nó lại không phải cố tình mà nó rất là tự nhiên. Cái cách cô cười có một cái mụn ruồi duyên ở ngay khóe miệng và cô liếc mắt. Mỗi một cái chớp mắt của cô cảm giác là đều có chủ đích cả chứ không phải là chỉ chớp đơn thuần. Cho nên trong cái ánh mắt của Thắng thì chị thấy nó còn thiếu cái điều đó. Tôi thì tôi thấy là hai người bên cạnh tôi khó quá chứ tôi nói thật tôi ngưỡng mộ ghê gớm luôn đấy. Đến tôi là phụ nữ mà bảo tôi giả cô Thanh Lan tôi cũng chịu. Đây lại là đàn ông giặt ra thế kia mà thấy giống lắm. Lúc ngồi ở cái ghế rồi cười mồm rộng có cái mụn ruồi xong rồi cười cũng điệu lắm mà. Trời ơi nếu mà đàn ông mà cười điệu được như thế thì tôi đã thấy là xuất sắc lắm rồi. Xong rồi hát rồi cứ riêng cái đoạn thuộc lời xong rồi ẹo qua ẹo lại tôi cũng thấy rất mềm mại. Nói chung em không cần phải che tay che tiếc đâu. Cứ bình thường đi. Em ơi thật ra em cứ để bình thường đi cũng chẳng ai thấy cái gì đâu. Đúng rồi mình làm quá lại thấy gây chú ý. Chứ còn thực ra là tôi thấy rất là được. Em thấy nổi cái việc mà bây giờ cái bàn tay đó bình thường nó thô ráp như vậy mà bây giờ bắt phải gắn móng giả rồi sơn móng tay vô là đã không có quen rồi. Thành ra là ra hát mềm mại kiểu nào thì mềm mại chứ cái tay nó cứ giật như thế này. Rồi đứng yên cũng không có dám đứng yên mà cái tay nó cứ xịa qua bên như vậy. Thì đó là một cái điều mà anh cảm giác rằng em cực kỳ đáng yêu luôn đó Thắng nha. Cho nên là em cứ hãy tự tin vào cái tiết mục của mình ha. Em cảm ơn chị. Về cái giọng hát thì cô Thanh Lan hát cái bài này cái giọng rất là tự nhiên nhẹ nhàng và trong trẻo, cô ít luyến lấy trong cái cách hát của mình và em làm được cái tinh thần đó. Chỉ là cái giọng bây giờ làm sao mà bắt một cái giọng đàn ông như Thắng mà có nhưng thể mà mỏng được thật, như cô Thanh Lan chi tiết này tại vì Nghĩa nói thì tôi mới nhớ ra tức là lúc mà hát tiếng Pháp à mặt đờ lắm mặt rất căng thẳng nhớ lời chị nhớ lời thôi không hiểu là hát cái gì luôn ấy. Gì đấy. Thì mà tiếng Việt cái tự tin hẳn hát to mà rõ ghê. Yeah. Kiểu Mr Bean ấy, đoạn nào thuộc ta hát to, đoạn nào không thuộc ta hát nhỏ. Chị bây giờ mới tiết lộ với chị luôn nè. Hồi đó khi mà em thi cái tiết mục mà cô Ý Lan hát cái bài này ở mùa 1 đó, cái câu cuối cùng là Pule Danse đó, thì thật ra lúc đó là em không có nhớ đúng chính xác cái câu tiếng Pháp đó. Thành ra là nó bị trễ, nó bị dư mất một nhịp. Và em ngâm cho nó đủ nhịp Pule Danse. Nó khó nhớ lắm. Quan trọng nhất là cuối cùng vẫn là chữ C. Dạ. Là trông là miễn sao mình vô sống. Khóc được cái nốt đó C. Là sống. Là sống. Dạ. Vâng, cảm ơn ba vị giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa xin chúc mừng Phạm Việt Thắng khi hóa thân thành nữ danh ca Thanh Lan. Xin mời bạn.